Chào mừng anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Hôm nay là một buổi sáng thứ bảy cuối tuần mát mẻ. Godman K150 đã nổ đơn to rồi anh em. Đơn hàng siêu khủng đến với đại lý tại Đà Nẵng. Đó chính là sự tin tưởng mà khách hàng dành cho những sản phẩm đến từ nhà Godman cũng như Minh Phụng Music. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Các bạn đang vi vu trên những tuyến đường tấp nập dòng người qua lại, xe cộ nhộn nhịp lăn bánh của một ngày nghỉ cuối tuần đầy vui tươi. Thời tiết thì trong xanh, không khí dịu mát. Để tới kho Lý Thường Kiệt, đến nơi rồi. Vào xem các kiện K150 đã được chuẩn bị như thế nào. Với mình nha anh em, quá tuyệt vời luôn. Toàn bộ đàn đã được đóng gói hoàn chỉnh đến thức thi, vô cùng chu đáo. Cẩn thận đúng không các bạn? Hôm nay chuyến đi Đà Nẵng sẽ gồm 6 kiện, mỗi kiện đóng gói lần lượt 5 chiếc K150 nhé. 6 kiện đều bọc ni lông toàn bộ các mặt để bảo vệ đàn và tránh ảnh hưởng thời tiết. Dán đầy đủ thông tin khách hàng, giảm sai sót khi đơn hàng vận chuyển xa. Tổng số organ đi chuyến này tất cả là 30 cây nhé. Mời anh em đến đây theo dõi kỹ hơn về thiết kế của thùng K150 nha. Thùng cát tông với tên nhà sản xuất và model K150 được in to rõ. Toàn bộ thông tin về đàn được thể hiện đầy đủ với chú thích rõ ràng. Hình ảnh đàn được in nổi bật ngay chính thùng. Giờ hãy cùng mình khám phá một số điểm nhấn trên K150 nha. Bàn phím cảm ứng lực đánh cùng màn hình LCD to ở giữa để giúp người chơi chỉnh các giai điệu chính đàn và nhiều chức năng phục vụ việc học nhạc của bạn như metronome đếm nhịp, double voice trộn tiếng, jazz tăng giảm tông, thư viện âm nhạc đa dạng, 300 tiếng, 300 điệu, 40 bản demo, kết nối USB để người chơi luyện tập được dễ dàng. Ngoài ra, bạn còn được bảo hành 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Còn đây chính là những chiếc piano cơ được Minh Phụng Music nhập về trong video lần trước của buổi xuống công mà mình đã gửi đến anh em. Đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng cũng như giá cả vô cùng hấp dẫn, đang chờ đợi các bạn đến xem và chọn lựa. Từ những chiếc đàn chứ danh dòng U-series của nhà Yamaha đến dòng piano phổ thông dành cho người mới như đi ba sông và đặc biệt là những model màu mới theo sở thích của người chơi như chiếc piano kawaii màu đỏ rượu này. Đơn vị vận chuyển đã đến rồi các bạn. Xe tải đang từ từ lui vào trong kho. Anh tài xế bắt đầu mở khóa chốt thùng tải ra. Lần lượt hai cánh cửa đều được mở, chuẩn bị để bắt đầu lên hàng. Nhân viên vận chuyển đang ghi nhận thông tin đơn hàng một cách cẩn thận để đảm bảo hàng đến tận tay đại lý. Thùng hàng 5 cây organ K150 đầu tiên trong tổng số 6 kiện hàng đi lần này đang được hai nhân viên Minh Phụng từ từ mang ra phía ngoài để đưa vào thùng tải. Kiện thứ hai với 5 chiếc đàn được bọc ni lông dày đang theo hai bạn ra xe. Hàng khi lên xe sẽ được nhân viên điều chỉnh lại vị trí để tiện lợi cho những kiện sau. Và thùng hàng thứ ba đã được lên xe. Toàn bộ kiện có khối lượng nhẹ, vì thế anh em mang hàng ra xe rất dễ dàng. Thùng hàng thứ tư đã lên xe. Và đây là hai thùng hàng cuối cùng trong tổng số 6 lô hàng của chuyến đi Đà Nẵng ngày hôm nay đang được hai bạn xoay ngang và nhấc bổng lên nhẹ nhàng từ từ đưa ra xe. Thùng hàng thứ 6 và cũng là cuối cùng đang trên tay hai bạn nhân viên ra xe một cách nhanh chóng nhất để hoàn thành sớm khởi hành đến với đại lý phục vụ khách hàng thân thiết đã luôn đồng hành cùng với Minh Phụng Music trong suốt những năm qua. Đây là buổi chuẩn bị những kiện hàng K150 đến đại lý tại Đà Nẵng hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu organ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.